Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với Anam Auto, nơi thẩm định, trao đổi, mua bán và định giá mọi loại xe lướt. Hãy là người đầu tư thông minh khi lựa chọn cho mình một chiếc xe chất hợp màu, hợp mệnh, hợp túi tiền nha. Và đến với Anam Auto ngày hôm nay, chúng ta đã có 4 chiếc xe đã được định giá tại cửa hàng. Và đầu tiên, chúng ta cùng đến với chiếc Kia Forte 2013. Biển Hà Nội cực đẹp, ô đô mới chạy 7 vạn, xe cực chất, được định giá 395 triệu. Và tiếp theo vẫn là chiếc xe hạng B Mazda 2019 Luxury biển Hà Nội, ô đô 2 vạn, full lịch sử hãng, được định giá 495 triệu. Và hãy cùng nhau xem hai chiếc xe cuối cùng kia là xe gì nào. Đó là Tucson 2018 bản 1.6 turbo, cao cấp nhất phân khúc, xe biển phố mới chạy 4 vận 2, được định giá 805 triệu. Và cũng không kém cạnh tí nào, đó là Kia Sorento 2021 bản Signature 2 cầu máy dầu, xe biển tỉnh mới lăn bánh được 1 vạn, mới như bê từ trong hãng ra, được định giá 1 tỷ 245 triệu. Và hãy mau lựa chọn cho mình một chiếc xe để đón Tết thôi nào. Anam Auto, địa chỉ 17A Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội. Hân hạnh đón tiếp!